Ngọc Mai của kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang Bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh Thiên tài Thần Côn Tác giả Phượng Kim Edit Hà Đoàn Beta Minamin Chuyện online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và website chuyện ma sửa vãi tài com Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Người đàn ông giật mình sững sờ, hắn thấy Hạ Thược lúc trước hỏi câu kia từ cười thân thiện, rõ ràng rất có khả năng sẽ nhận mua, nhưng sao lúc này lại không mua chứ? Này, cô chủ nhỏ này... Vị tiên sinh à? Hạ thử cười ngắt lời đối phương, chân thành giải thích. Chúng tôi không nhận mua là có lý do. Vào những năm 60, từng khai quật được một chiếc gương đồng lớn thời nhà Kim, đường kính khoảng 40cm, từng được giám định là di sản văn hóa quốc gia, đến nay vẫn là vật trưng bày chính về thời đại nhà Kim tại bảo tàng. Chiếc gương đồng này của anh tuy không bằng với chiếc kia, nhưng vẫn đạt tới di sản văn hóa cấp 3, Đừng nghĩ đây chỉ là chiếc gương Mà thời nhà Kim đồ bằng đồng Nghiêm cấm khắt khe Gương đồng thường là được quan phủ đúc Bên cạnh tấm gương cũng thường khắc địa điểm đúc Cùng với tên nha môn Cho dù là trong dân gian có gương đồng Cũng phải được quan phủ kiểm nghiệm Và khắc chữ mới được sử dụng Cho nên gương đồng tuy nhỏ giá trị lại lớn Chúng tôi thực sự là không dám thu mua Văn vật quốc gia Mong anh hiểu cho Rất lời Hạ thực đứng dậy đi ra khỏi phòng trà nói với Mã Hiển Vinh, "Ông tiễn khách đi." Người đàn ông kia từ trong phòng trà đuổi theo cô, vẻ mặt khẩn thiết, có muốn nói gì, Hạ Thược quay đầu cười nói, "Nếu anh có thể thì hãy nghe theo lời khuyên của tôi, hãy nộp món đồ này lên cho cục di vật văn hóa, không phải là của mình, chung quy sẽ không phải của mình." Hạ Thược đứng ở cạnh cửa kia, vẻ mặt cười tủm tìm tiến khách. "Người đàn ông" Như bị dáng vẻ luôn mỉm cười này của cô kích thích Bỗng nhiên bi phẫn cả giận Nhóc con Ta biết thế giới này chẳng qua là người tốt Vợ tao đang ở nhà chờ cứu mạng Lũ gian thương các người lại không chịu giúp đỡ Hạ thược nở nụ cười Chỉ hơi trao mày lại nhìn hắn ta Đừng có rủa vợ mình như thế nữa đi Nếu như đã ly hôn Vậy thì hãy buông tha cho người ta Khi còn chưa ly hôn Anh suốt ngày đánh bạc Không để cho chị ta Được sống một ngày yên ổn Hiện tại đã ly hôn Anh lại vẫn luôn miệng rủa chị ta Vợ của anh đúng là không dễ làm Người đàn ông sửng sốt Mà Mã Hiển Vinh cũng sửng sốt Hạ thừa không muốn nhiều lời Đưa tay chỉ ngoài cửa Mời đi Người đàn ông giật mình sững sờ vẻ mặt ngây ngốc Ánh mắt trốn tránh Qua lúc lâu Nguyễn Biện nói Tôi... tôi không biết cô đang nói cái gì Tôi mặc kệ đấy Dù sao hôm nay các người... Thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Không thu tôi hô to, các người vụng trộm giấu di vật văn hóa. Hắn thốt lời này, Mã Hiển Vinh biến sắc. Người đàn ông kia đứng lại gần ông, bước một bước dài vọt tới, nhét vội gương đồng vào trong tay Mã Hiển Vinh. Tôi mặc kệ đấy, các người nhận lấy, nhận lấy đi. Mã Hiển Vinh sắc mặt đại biến, trong lòng biết không tốt, vội vàng đẩy trả. Trong cửa hàng đều là vật trưng bày, khắp nơi là đồ cổ. Mã Hiển Vinh sợ đụng phải, đành phải lui ra phía cửa, chỉ có chỗ cửa là nơi trống trải nhất. Mà người đàn ông kia lại không hề bận tâm tới đồ cổ trong cửa hàng giống như ông, tốc độ rất nhanh, mấy bước đôi kịp ông. Hai người đứng gần cửa hàng đẩy qua đẩy lại, cố nhét gương đồng vào trong tay đối phương. Hạ Thược liền đứng ở cửa, cũng không tiến lên ngăn cản, chỉ đứng đó thản nhiên nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng phanh xe trói tai Từ cuối con đường có chiếc xe cảnh sát Và một chiếc xe của cục di vật văn hóa đang lao tới Tốc độ vô cùng nhanh Bật cả tiếng đèn báo hiệu Trực tiếp dừng trước cửa phúc thủy tường Mã Hiển Vinh vừa thấy sắc mặt càng thêm khó nhìn Quay đầu nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược đứng dựa vào cạnh cửa Bình tĩnh nhìn 5 người cảnh sát Cùng 3 nhân viên của cục di vật văn hóa xuống xe Đoàn người vừa xuống Sang mặt nghiêm túc đi đến ba người của cục di vật văn hóa vừa đến ánh mắt dán chặt trên tay mã hiển vinh cùng với người đàn ông kia lúc này trong tay hai người đều đang nắm gương đồng không nhìn ra được là gương của ai nhưng vừa thấy người tới lại đồng thời buông tay gương rơi thẳng xuống mặt đất cờ đồng rơi xuống tạo ra tiếng động trầm thấp mượt mà ba người của cục di vật văn hóa biến sắc có người vừa bước lên cẩn thận Như nhặt bảo bối Nhặt gương lên Lật xem qua lại cả giận nói Đúng vậy Đây là gương đồng sau ngư Của thời đại nhà Kim khai quật được từ mộ Là di vật văn hóa Bốn năm người cảnh sát kia thấy vậy Sắc mặt nghiêm túc Ai là người phụ trách cửa hàng Chúng tôi nhận tố tô giác Nói cửa hàng các người thu mua di vật văn hóa mất trộm của tỉnh Tuy là hỏi vậy Nhưng Người đi đầu kia liếc mắt nhìn phía Hạ Thượng, rõ ràng biết cô chính là chủ của Phúc Thủy Tường. Hạ Thượng hơi nhớ mày, tươi cười càng lạnh. Thanh Thị khi nói đến Phúc Thủy Tường, chắc hẳn đều biết chủ nhân sau lưng chính là cô. Nhưng không phải ai cũng từng gặp qua dáng vẻ của cô. vài người này, trái lại ánh mắt thật là tốt. Mã Hiển Vinh lúc này khiếp sợ, cô đoán được là do có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Vương Đạo Lâm đúng là không phải người tử tế. Trong lòng mắng, ông vẫn tiến lên phía trước, che trước mặt hạ thược. Ôn tồn ông giải thích. Mấy đồng chí cảnh sát à, hôm nay có người tới cửa hàng chúng tôi bán chiếc gương đồng này. Nhưng tôi nhận ra đây là di vật văn hóa, bố đã nói không mua. Khi các anh tới, tôi đang đưa trả lại cho anh ta. Một nhân viên cục di vật văn hóa hư một tiếng. <laughs> đưa cho anh ta, tôi tưởng không hiểu đám người buôn lậu di vật văn hóa Đầu cơ trục lợi các người ư Ước gì mua được Lại có chuyện trả lại sao Để cảnh sát kia nghiêm túc Trừng mã hiển vinh Tôi hỏi ông à Ông là chủ cửa hàng này ư Tôi không phải Nhưng tôi là người quản lý cửa hàng này Các anh có việc gì cứ hỏi tôi Mã Hiển Vinh vừa nghe lời này liền biết bọn họ bị sai kiến Ông cũng không thể ôn tồn Lúc này liền che phía trước Hạ Thược Ông quản lý á Đi ông theo chúng tôi về cục nhận điều tra Để cảnh sát kia quay đầu Đưa mắt ra hiệu với người phía sau Lập tức có hai người đi lên Lấy còng tay Còng tay vừa được lấy ra Mã Hiển Vinh giận đến nỗi Hai mắt hàn tơ máu Các người muốn bắt người á Các người dựa vào cái gì bắt người Mã Hiển Vinh vừa gầm lên Vừa quét mắt nhìn phía bên đường quả nhiên ngoài cửa phúc Thủy tường huyền náo đã kinh động đến các cửa hàng xung quanh không ít người từ trong cửa hàng mình đi ra xem phía bên này không khí gợn sóng mã Hiền vinh sắc mặt khó coi trong lòng lại giận dữ vương đạo lâm ra chiều này quá âm hiểm rồi ông ta làm vậy là ra đòn phủ đầu với phúc thụy tường người làm ăn kiên kỵ nhất chính là gặp phải quan tòa cho dù Phúc Thủy Tường không có hoàn thành giao dịch chiếc gương đồng này Nhưng nếu những người này thực sự là do ông ta đưa tới Đại khái sẽ một mực chắc chắn Phúc Thủy Tường muốn thu mua Cho dù cuối cùng hai bên chưa trả tiền Không có tiền trao chó múc Cũng không tìm được chứng cứ xác thực Cuối cùng cũng không có khả năng định tội Thu mua di vật văn hóa trái phép Nhưng đã chọc phải một thân tinh Mà âm hiểm nhất Phúc Thủy Tường vừa mới tính kế Vương Đạo Lâm bị mọi người xa lánh. Vào đúng thời điểm được đồng hành ủng hộ, nếu hôm nay bọn họ để đám cảnh sát tùy ý bắt đi, vậy thì danh tiếng Phúc Thủy Tường trong ngành sẽ giảm nghiêm trọng. Thật vất vả để tạo thành địa thế cùng mục đích sẽ bị mọi người để ý hơn. Đến lúc đó, nó không chừng sẽ có người e ngại tài sản Vương Đạo Lâm mà đổ theo Vương Đạo Lâm. Đến lúc đó, Phúc Thủy Tường sẽ gặp phải lực cản lớn, Hôm nay bất luận thế nào đây Không thể đeo chiếc còng tay này Thà rằng ông bị người tâm mang đi Cũng phải bảo vệ hạ tổng Bằng việc các người bị tình nghi Buôn bán gì vào văn hóa Để cảnh sát dẫn đầu khoanh tay mà đứng Giọng nói uy nghiêm Hai người phía sau tiến lên Quyết đoán tù lấy mã hiển vinh Tiếp theo Hai người kéo mã hiển vinh ra bên cạnh Nghĩ muốn đeo còng tay cả hạ thược Đứng ở phía sau Mã Hiền Vinh tiếp tục chống cự hai người bọn họ, vẫn nổ quát. Tôi nói tôi là quản lý trong cửa hàng. Người này tới tìm tôi, không liên quan gì tới hạ tổng chúng tôi. Các người không được phép đụng tới hạ tổng. Bên cảnh sát dẫn đầu qua một tiếng. Liên quan hay không, cảnh sát chúng tôi điều tra rõ. Ông định gây cản trở người thi hành công vụ à? Dẫn đi. Mã Hiền Vinh bị kéo ngã xuống đất. Hai gã cảnh sát kia đi tới giống như bắt tội phạm đè ông lại. Lại có người tiến tới, lấy còng tay, không cho giải thích đi tới trước mặt Hạ Thược. Nhìn cảnh tượng này, những ông chủ cửa hàng đồ cổ trên con phố đều nhíu mày lại. Hạ Thược từ đầu đến giờ đứng ở cửa không hề nhúc nhích. Sự tình đến nông nỗi này, cô lại một câu không nói. Cô gái này trong bữa tiệc tối đó, không phải rất bình tĩnh trầm ổn à? Cô ấy có có bản lĩnh đem tính kế cho Vương đạo Lâm, bị mọi người xa lánh. Sao hôm nay không nói lời nào. trung quy vẫn là còn trẻ tuổi chưa từng gặp tình huống này, thấy cảnh sát cùng cục di vật văn hóa tới nên sợ à? hay là cô bình tĩnh trầm ổn đến nỗi gặp tình huống thế này đều là không biết sợ hãi? trong lòng mọi người tràn ngập suy đoán. lúc này hai gã cảnh sát kia đi tới trước mặt hạ thượng, không cho phép giải thích, Lý giơ còng tay muốn còng tay cô. Hạ Thường lúc này thả nhiên nâng mắt. Cô vừa nâng mắt, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí bên môi có nụ cười nhẹ. Hai gã cảnh sát kia đồng thời cả kinh, tay cầm còng tay của bọn họ bỗng dưng không thể động đậy. Loại tình trạng này tuy chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng vô cùng quỷ dị, giống như là bị buổi tối bị bóng đè, đầu óc càng không ngừng nói động, thân thể không hề động đậy. Có cảm giác như bị bóng đè. Cũng may, loại cảm giác này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hạ thực cả cười, lên tiếng nói chuyện dưới đi lực chú ý. Có liên quan hay không, tôi tin là đồng chí cảnh sát sẽ điều tra rõ. Nhưng nếu hiện tại chưa điều tra rõ, vì sao chúng tôi lại bị đối xử như người tình nghi thế? Nếu nói chúng tôi là người bị tình nghi, muốn bắt người, vậy thì hãy đưa ra lệnh bắt. Nếu không, nhiều người nhìn như vậy, làm như vậy khó tránh khỏi để người khác mượn cớ, Giọng nói của cô lạnh nhạt chậm gì gì Vẫn dựa người tại cửa như cũ Ngữ khí khi nói chuyện của cô Khiến người cục cảnh sát Cùng cục di vật văn hóa cả kinh Ngay cả người đứng xem hai bên đường Cũng cả kinh Thì ra cô không phải là sợ Nói không thành tiếng Mà là thực sự gặp biến Không sợ hãi Sao có thể chứ Người làm ăn cho rằng xui nhất Là vướng vào quan tòa Nhìn phản ứng của Mã Hiền Vinh thì biết tức giận đến phát run, mà hạ tổng lại nhàn nhã như vậy. cảnh sát dẫn đầu kia giận dữ. cảnh sát phá án không cần cô giải. <laughs> tôi không có năng lực dạy cảnh sát phá án, nhưng tôi có nghĩa vụ nói cho cảnh sát biết một chuyện. hạ thở cười giọng điệu thản nhiên tản mạn như trước, giống như đang nói chuyện phím. khi chúng tôi phát hiện người này mang tới là di vật văn hóa, thân là một người công dân tuân thủ pháp luật đã làm đúng nghĩa vụ của mình đã đi báo cảnh sát trước trên con đường hoàn toàn yên tĩnh cảnh sát dẫn đầu kia sửng sốt người cục di vật văn hóa hai mặt nhìn nhau ngay khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng cuối con đường từ hướng mà hai chiếc xe vừa đi tới lại có hai chiếc xe hú còi chạy tới cũng là một chiếc xe cảnh sát một chiếc xe của cục di vật văn hóa xe phanh kít lại trước cửa phúc thủy tường cũng là năm người cảnh sát cùng ba nhân viên cục di vật văn hóa xuống xe nhìn trên xe của cục di vật văn hóa lại có trần mãn quán bước xuống cùng với người đàn ông ước chừng khoảng 50 tuổi người đàn ông kia vừa bước xuống ba nhân viên cục di vật văn hóa đến trước vô cùng sửng sốt cục trưởng Cục trưởng Cục di vật văn hóa tỉnh, Lý Mậu Đức, lấy mắt nhìn ba người bọn họ sao thế này tôi nghe giám đốc trần nói phúc thủy tướng hôm nay có người mang chiếc gương đồng khắc song ngư thời nhà kim tới bán nhìn giống như là vật phẩm được khai quật từ ngôi mộ trong tỉnh các anh xem chưa ba người mặt mũi trắng bệch xấu hổ gật đầu như một người phản ứng nhanh lập tức nói ờ uh, ờ uh, xem rồi đúng là gương đồng thời nhà kim là di vật văn hóa được tỉnh khai quật người này nghĩ dù sao bọn họ chỉ là nhận sự nhờ vả của Vương Đạo Lâm Để đây xem xét văn vật Bắt người cũng không phải bọn họ Bọn họ ăn ngay nói thật là được Chỉ là người này suy nghĩ như vậy Nhưng lại quay đầu lại nhìn Hạ Thược Ánh mắt tràn ngập kinh hãi Cô có thể mời cục trường lý à? Cái này thì cũng thôi đi Hôm nay vốn là có người đâm dao nhỏ lưng sau Thế nhưng như thế nào chỉ trong thời gian ngắn Tình huống xoay ngược lại Hắn nào đâu biết rằng Hội đấu giá vừa rồi tại Đông Thị Lý Mậu Đức nằm trong danh sách được mời tới dự Ông không chỉ tham gia hội đấu giá Mà chính mắt chứng kiến lễ tuyên bố Thành lập tập đoàn Hoa Hạ Ấn tượng về Hạ thừa khắc sâu Hôm nay trẻ mãn quán tự mình tới tìm ông Nó là trong cửa hàng có người tới bán Di vật văn hóa Lý Mậu Đức đương nhiên không phải kẻ ngốc Loại sự tình này trẻ mãn quán hoàn toàn có thể đi trình báo nếu ông ta tự tới cửa tìm mình Át hẳn có dụng ý gì khác Nhưng chuyện này đối với Lý Mậu Đức mà nói Có lợi mà không hại Tìm được di vật văn hóa mất trộm Bắt người buôn lậu văn vật Đó là thành tích cho cục di vật văn hóa Vì sao lại không đến Cho nên Lý Mậu Đức cam tâm tình nguyện đến đây Thấy Hạ Thược có nhiệt tình tiến lên bắt tay ai à Hạ Tổng à Lần này ít nhiều nhờ phúc thủy tường của cô có công tìm về văn vật bị mất người này đã khen ngợi đấy đâu có gì ạ à? cục trưởng lý đây là điều mà chúng tôi nên làm hạ thừa không bình tĩnh đứng dựa vào cửa nữa mà tươi cười bắt tay với lý mậu đức tình cảnh này khi những người đứng xem bên ngoài mắt to chừng mắt nhỏ đây là tình huống gì chứ vừa rồi còn nói là buôn lậu văn vật hiện tại thành có công tìm về văn vật cái này Diễn kịch cũng là quá nhanh Mặt tên cảnh sát dẫn người đến trước kia Đen mặt lại Một lúc lâu sau mới có phản ứng Xoay người cười giả tạo với người phía sau Cục trưởng triệu Sao anh lại tới đây Vị cục trưởng triệu kia cười vàng Tiến lên nói à, Đội trưởng tống tôi nghe nói Có người báo án Nó phát hiện văn vật tại mộ táng Thời nhà Kim trong tỉnh Cho nên tự mình dẫn người đến xem Tình huống gì thế này Người ngồi trên mặt đất kia Chính là người trộm cắp buôn lậu văn vật ư à? Người ngồi trên mặt đất kia Đương nhiên không phải kẻ trộm văn vật từ mộ Mà là mã hiển vinh Hà gã cảnh sát đang ấn giữ ông Nhìn thấy tình cảnh này Nhất thời chưa kịp phản ứng lại Để khi nghe cục trưởng triệu hỏi Mới vội kéo người lên Đội trưởng Tống Trong lòng đau khổ Cục cảnh sát của Thanh Thị Có hai vị phó cục trưởng phó cục trưởng triệu là một trong số đó đáng tiếc hắn không phải là người của phó cục triệu mà là thuộc cấp của người còn lại hai người này bình thường vì chức vị cục trưởng ám đấu nhau không ít mà cấp trên của mình lại vừa vặn đi tỉnh khác công tác hôm nay hắn lại đụng phải phó cục trưởng triệu sợ là phiền phức này liên quan tới cả cấp trên đội trưởng tống giả bộ như không biết hỏi rằng có người tố giác á? À? Ai tố giác? Phó Cục Triệu cười, hỏi rằng <cười> Người tố giác là cô Hạ đây Cô ấy đã ủy thác cho giám đốc Trần Trực tiếp tới Cục Báo án Cho Cục đã ghi lại biên bản tố giác Có cần tôi đưa cho đội trưởng Tống xem không đây? Biên bản tố giác à? Đội trưởng Tống mặt đen như đáy nồi Trong lòng thét một tiếng thảm Phúc Thủy Tường mua bán văn vật Không có chứng cứ mà biên bản báo cáo lại là bằng chứng. Phía trên biên bản sẽ ghi lại thời gian, người tố giác, ghi lại rành mạch tố giác vấn đề gì. Đủ để chứng minh, Phúc Thủy Tường không có ý đồ mua bán di vật văn hóa. Đội trưởng Tống âm thầm lên nhìn cửa hàng của Vương Đạo Lâm ở đối diện. Bị ông ta hại chết rồi. Phó Cục trưởng Triệu có tiếng nham hiểm, hắn nắm được nhược điểm của mình, chắc chắn sẽ bị đem ra kiểm điểm. Hạ Tược thản nhiên trần thuật nói. Phó Cục Triệu, hôm nay giám đốc mã của cửa hàng gọi điện cho chúng tôi. Nói là phát hiện có người mang theo di vật văn hóa tới cửa hàng. Tôi liền báo ông ấy ổn định người kia trước, sau đó liền tự mình tới cửa hàng. Tôi sợ một mình giám đốc mã không xử lý được, liền gọi điện cho giám đốc Trần. Báo ông ấy đi tố giác. Tôi cùng với giám đốc mã ở lại cửa hàng giữ chân người này. Không ngờ Phó Cục Triệu chưa tới, trái lại có người khác tới cửa hàng chúng tôi trước. Nói chúng tôi mua di vật văn hóa cái này không giám đốc mã của chúng tôi còn bị bắt nữa phó cục triệu nghe vậy kinh ngạc nhìn phía mã hiển vinh sao lại vậy người bị còng không phải là kẻ buôn lậu mà là giám đốc mã ư đội trưởng tống sao lại thế này à, tôi tôi cũng nhận được tố giác nó là phúc thủy tường thu mua văn vật trái phép vậy anh có mang người ta về cục điều tra cũng không nên dùng cách thức thô bạo vậy chứ anh làm vậy không được phù hợp trình tự cho lắm đội trưởng tống gật gật đầu về mặt xấu hổ quay đầu đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới hai người kia vội cởi còng tay của mã hiển vinh ra mã hiển vinh vỗ vỗ bụi trên người về mặt tức giận nhưng nhiều hơn là khiếp sợ hạ tổng làm chuyện này lúc nào chứ ông ta vô cùng ngạc nhiên một bụng câu hỏi nhưng lúc này không phải thời điểm để giải đáp mà cùng hạ thược với người đàn ông kia theo về cục cảnh sát làm ghi chép người đàn ông kia chống chế một hồi nhưng có lời khai của hạ thược cùng mã hiển vinh hai người đều chăm miệng một lời nói chính hắn ta nói mình trộm vật này người đàn ông kia thấy mình sắp bị định tội trộm cắp và buôn bán trái phép di vật văn hóa lúc này thấy sợ rồi không khỏi khai hết sự thật nó là mình đánh bạc nợ nần trồng chất Vương Đạo Lâm tìm được hắn Cho hắn chiếc gương đồng này Bảo hắn đi hãm hại Phúc Thụy Tường Nói là sau khi mọi việc thành công Sẽ cho hắn 100 vạn tiền thù lao Cũng đủ hắn trả nợ Chỉ là không nghĩ tới Phúc Thụy Tường không chịu mua Hắn thấy thế mới nóng vội Mới cùng Mã Hiền Vinh diễn một màn nhét qua nhét lại tại cửa Sự tình được điều tra rõ ràng Vương Đạo Lâm bị gọi đến cục cảnh sát Mà Hạ Thược, Mã Hiển Vinh Cùng Trần Mãn Quán Rời khỏi cục cảnh sát Trên đường quay về Phúc Thụy Tường Ba người trong xe cười to Mã Hiển Vinh hỏi Hạ Tổng à Cô bảo giám đốc Trần tố giác khi nào thế Cô liền chắc chắn người kia Là do Vương Đạo Lâm tìm đến hại chúng ta ư Hạ Thược cười, <cười> Tôi không xác định Cho nên khi tôi vừa đến cửa hàng có đến ngoài cửa một lát Quan sát tướng mạo người kia Người kia mũi nhọn lỗ mũi lộ ra ngoài Không chỉ ham bài bạc Hơn nữa mũi có khúc Tính tình thô bạo có khuynh hướng bạo hành gia đình Nhưng ông nhìn hắn Hắn lại biểu hiện ra ngoài Bộ dạng thành thật hàm hậu Như vậy rõ ràng không hợp tính cách hắn Cho nên tôi kết luận Người này có vấn đề Lấy đến ngõ nhỏ bên cạnh gọi điện cho giám đốc Trần Bảo ông ấy báo cảnh sát Sau đó tôi vào trong cửa hàng Hỏi hắn trong nhà ai sinh bệnh Hắn nói vợ hắn Nhưng đôi mắt có chữ thập xanh đen Rõ ràng đã ly hôn Hạ thược cười Nhìn phía ngoài cửa sổ Vương Đạo Lâm thực ra tìm được người giỏi đấy Diễn trò không có tồi Chỉ tiếc dù diễn giỏi Nhưng tướng mạo không thay đổi được Mã Hiền Vinh nghe vậy sửng sốt Đáy mắt dần dần toát ánh sáng Nhị không được buồn cười À cho nên hạ tổng sớm biết đây là người mà vương đạo lâm tìm tới để hãm hại chúng ta liền tương kế tự kế làm vương đạo lâm ăn trộm gà không được có mất nắm gạo đưa ông ta vào cục cảnh sát trần mãn quán cũng vui vẻ cười đến chảy nước mắt ông ta không chỉ ăn trộm gà lại có mất nắm gạo mà còn tiền mất tật mang ông không nghe hạ tổng nói đi ư người đàn ông kia ham bài bạc người ham bài bạc Phạm là trong nhà có đồ gì đều đem bán đi Sao có thể giữ món đồ cổ ở nhà Hạ Tổng nhìn ra được người kia là con bạc liền kết luận chiếc gương đồng kia không phải của hắn Mà là Vương Đạo Lâm cho hắn Cho nên Hạ Tổng không chỉ bảo tôi báo cảnh sát Mà bảo tôi gọi người cục di vật văn hóa tới Ông nghĩ đi Vật này là văn vật Bị phát hiện sẽ phải nộp lên trên Mã Hiển Vinh nghe đến đấy Không khỏi cười văng lên Theo kính chiếu hậu Những cô gái ngồi ghế sau rất khó mà tin cô bao nhiêu tuổi sao trong bụng quanh co khúc khuỷu vậy sau khi nghe những điều này ông có thể khẳng định cô hôm nay là cố tình khiến sự việc ồn ào ngoài cửa hàng chính là vì diễn cho đồng hành trên đường nhìn xem nói cho bọn họ phúc thủy tường không chỉ sẽ không bị vương đạo lâm chèn ép đổ còn có bản lĩnh làm hắn gieo gió gặt bão sau chuyện hôm nay chỉ sợ đồng hành trên phố đồ cổ có không ít người bội phục sự tính kế của Hạ Tổng Màn trình diễn hôm nay Hạ Tổng quả thực chính là triển lãm một tương lai cho đồng hành thấy Một mình phúc thủy tường có có thể khiến Vương Đạo Lâm như vậy Nếu toàn bộ hành hội đồ cổ hợp lại Đồng tâm hợp sức Vương Đạo Lâm gặp tình cảnh thế nào Sau khi thán phục Mã Hiển Vinh thở dài À, chỉ tiếc chuyện hôm nay chưa đủ để lật đổ vương đạo lâm ông ta cũng là lão cáo già lúc trước ngay cả tiền đặt cọc cũng chưa đưa cho người kia không có chứng cứ chứng minh ông ta mua văn vật trái phép ông ta có thể sống chết không thừa nhận cũng không thừa nhận chiếc gương đồng kia là của mình cuối cùng ông ta sẽ vẫn được thả thôi trời mãn quán cười nhìn vế hạ thược nhưng chiếc gương đồng kia của ông ta đã mất không đó là một ngậm bồ hòn Chỉ có thể nuốt trong bụng mình Hơn nữa ông ta nhất định sẽ bị cục di vật văn hóa tỉnh phê bình Mà chúng ta thì sao Ngày mai cửa hàng chúng ta Chờ phần thưởng của bằng khen Của cục di vật văn hóa đi Mã Hiển Vinh nghe xong cũng cười Thập phần vui sướng Hạ Thược chỉ cười tủm tỉm Nhìn ngoài cửa sổ Ánh mắt cong như trăng non Từ cười ngọt ngào Đừng cười trên nỗi đau của người khác như vậy Cũng không cần ghi hận Vương Đạo Lâm Ông ta quả là đối với chúng ta rất tốt Nếu không có ông ta Có có chuyện mà không phát hiện ra Hai người sửng sốt Không biết lời này của cô có ý gì Hạ thực chỉ cười Nhìn về mã hiển vinh Có nhớ khu công trình trong nội thành Mà ông đã nói không Mã hiển vinh sửng sốt Trần mãn quán nhìn về phía hạ thược Hạ thược cười chưa không về cửa hàng Lái xe đưa tôi đến chỗ công trình đó Xem một chút đi Công trình nghe đồn Vẫn xảy ra sự cố không ngừng Ở trên con đường phồn hoa trong nội thành Cách ngã tư đường khoảng 5 con phố Đoạn đường hoàng kim ấy Nếu có thể xuân sẻ xây dựng khu dân cư cao cấp Ở vị trí đó ắt sẽ kiếm được khoản tiền lớn Nhưng lúc này Ở trước mắt hạ thược Lại là khu công viên trống rỗng cũng không phải cảnh trí vắng vẻ Mà là không có người Trên đoạn đường phùn hoa Khoảng đất trước mắt Giống như bị vòng ra một khoảng không người Náo nhiệt cùng yên tĩnh Hình thành sự đối lập mãnh liệt Nhìn sao cũng thấy kỳ lạ Nơi này dù sao cũng là nội thành Đoạn đường Hoàng Kim Phá công trình đi cũng khó Cuối cùng tỉnh liền quyết định đem nơi này xây công viên Tốt xấu coi như là đoạn công trình to đẹp cho thành phố nhưng cho dù là xây dựng công viên Cũng liên tiếp gặp chuyện không may Cuối cùng không mời được công nhân Lên vội vàng xây dựng bên ngoài Hiện tại nhìn từ bên ngoài giống như công viên Có hoa có cỏ Nhưng kỳ thực bên trong không giống Mà là trống không Còn chưa xây dựng xong nữa Bởi vì cô lời đồn nơi này xây dựng trên khu mộ của thời nhà Kim Mới xảy ra nhiều sự cố Cho nên ngày thường không ai tới đây Trần mãn quán nhìn bốn phía gật đầu nói Không nói gì Nhưng phía trước thực sự nhìn chẳng ra cái gì cả Phía trước là khu phố buôn bán phồn hoa Bên này không bóng người Hạ tổng này Cô xem xem có phải phong thủy nơi này có vấn đề không Thực sự là vấn đề Tại khu mộ thời nhà Kim à Hạ thực nhìn bốn phía Nở nụ cười. cười Không hề thiếu thành phố xây dựng Trên những tòa thành cổ hay khu mộ cổ Lại không hề gặp vấn đề gì trần mãn quán hỏi ý hạ tổng công trình này vẫn luôn gặp chuyện không may không liên quan gì tới khu mộ ư hạ thượng mỉm cười gật đầu nhìn ngã tư đường đối diện nhẹ nhàng nhíu mày thấy hai tòa nhà cao tầng đối diện không trần mãn quán mã hiền vinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên tại phố đối diện quả là có hai tòa nhà cao tầng là khu trung tâm thương mại và khách sạn lớn kiến trúc khách sạn hiện đại gọn gàng Tòa nhà màu xám cao gần trăm mét Người đầu lên nhìn có cảm giác như sắp gãy cổ Hà Thư cười nói Hai tòa nhà này cao trăm mét Con đường ở giữa cũng rất chật hẹp Có lẽ vào lúc xây dựng Vì tiện cho người đi bộ mà cố ý trở lại Nhưng ngõ nhỏ chật hẹp này Lại chiếu thẳng vị trí chúng ta Nếu tôi đoán không sai Cửa chính của khu dân cư cao cấp lúc trước Hẳn là được xây tại, tại vị trí chúng ta đứng trần mãn quán đối với điều này không rõ lắm mã hiển vinh cũng quay đầu nhìn sững sờ gật đầu đúng vậy chính là ở nơi này hạ tổng sao biết hạ thừa cười, <cười> tất nhiên ở nơi này loại sát này cho phong thủy dễ dàng phán đoán thiên chảm sát mà thôi hai người nhìn con ngõ nhỏ ở giữa hai tòa nhà đi có giống một lưỡi dao sắc bén dáng từ trên trời xuống không chặt thẳng hướng này phong thủy viết người ở đầu gió hung Người xưa cũng nói Có mây, không gió Có có sóng ba thước Hai tòa nhà kia càng cao Khoảng cách càng gần Tốc độ gió càng mạnh Sức mạnh của gió đánh vào càng mạnh Thương tổn sẽ càng lớn Khu nhà mà gặp phải phong sát này Gọi là thiên trảm Âm trạch phạm phong sát này Xưng là ao phong Cùng chúc hung thần chi liệt Ở nơi đây tất có rủi ro Tai họa bất ngờ Mã Hiển Vinh kinh ngạc sửng sốt Là... là bởi vì hai tòa nhà cao tầng đối diện này ư Hạ thực liếc mắt hắn Đó là vì ông chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà mà thôi Khí lưu động tất nhiên sinh ra khí tràng Khí tràng là thứ nhìn không thấy sờ không được Hai tòa nhà này cộng thêm khí tràng của ngõ nhỏ Tạo ra xung lực mạnh mẽ Mới có thể lợi hại như vậy Mã nhìn Vinh ngơ ngác gật đầu Cái hiểu cái không Hạ Thược xoay người Nhìn công viên mà lại không giống như công viên phía sau Khu dân cư lại không giống khu dân cư Cười cười nói Hơn nữa nơi này không chỉ phạm và thiên trảm sát Hai người nhìn con đường phía trước đi Giống như một cánh cung được dương Mà ngõ nhỏ đối diện giống như một mũi tên Bị cánh cung này dương lên Thẳng tắp bắn tới Nơi này không chỉ có phạm và thiên trảm Còn phạm vào phản công sát hai sát gia tăng Người lớn thương vong nhiều lần xảy ra sự cố Cũng là lẽ tất nhiên Nơi này ngẫu nhiên đi qua Không có gì nghiêm trọng Nhưng một khi ở đây Thường xuyên xảy ra chuyện không may Tựa như khi công trình xây dựng Công nhân ở lại đây buổi tối Không xảy ra chuyện mới là lạ Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh liếc nhìn nhau Trần Mãn Quán xem như quen với chuyện này Mã Hiển Vinh lại vừa đi theo hạ thược không bao nhiêu ngày Cảm thấy rất mơ hồ Hạ thược đi vào trong xe Đi thôi, quay về cửa hàng Vừa đi vừa nói chuyện Hai người đành phải lên xe Mã Hiền viên lái xe Trần Mãn Quán cùng hạ thược ngồi phía sau Xe dần dần chạy xa trên đường Hạ thược như kính chiếu hậu Ánh mắt dừng lại vị trí vừa rồi Khu đất này vẫn còn trong tay công ty bất động sản Kim Đạt à? Công ty bất động sản Kim Đạt là công ty đứng đầu ngành bất động sản trong tỉnh. Ông Tổng là cậu em vợ của bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên. Dựa vào nhân mạch của người này, đoạt được không ít công trình. Trong ngành bất động sản của tỉnh, hắn tự nhận thứ hai, không ai dám tự nhận thứ nhất. Mã Hiển Vinh vừa lái xe vừa nói Con, Kim Đạt không phải là không muốn sang tay Nhưng bởi vì nơi này dính phải chuyện đào móng xuất hiện mộ cổ đã lan truyền rất rộng. Sau này lại luôn gặp chuyện không may, liền có người nói là xây dựng trên mộ cổ, đối với con người không có tốt. Tin đồ này không ai không biết, Kim Đạt dù muốn sang tay cũng không có người muốn. Hạ Thược nở nụ cười, không có người muốn á, không có người muốn, chúng ta muốn. Chúng ta ư, ý Hạ Tổng là tập đoàn Hoa Hạ chúng ta muốn bước chân vào ngành bất động sản. trần mãn quán nhìn phía hạ thược ông không hề nghi ngờ năng lực của cô ông vẫn luôn tin tưởng rằng trong tương lai hoa hạ sẽ là quái vật lớn nhưng tập đoàn trưởng thành cần thời gian ít nhất phải để hoa hạ đứng vững tại thành phố thanh thị xây dựng cơ sở vững chắc trong tỉnh sau đó mới khoách trương ra bên ngoài mã hiển vinh cũng lộ vẻ lo lắng hạ tổng à tôi không có ý kiến gì với quyết định của cô nhưng tôi cảm thấy Trước vẫn phải vững chân mới tốt Chúng ta hiện tại phải đối phó Vương Đạo Lâm Công ty bán đấu giá cũng đã tới thành phố Thanh xây dựng Hiện tại thực sự không còn tinh lực Hơn nữa cô muốn gia nhập ngành bất động sản Công ty bất động sản Kim Đạt là chướng ngại vật lớn Cậu em vợ của Bí Thư Dương, Tào Lập Rất nổi tiếng tại thành phố Thanh Người này rất lưu manh Lại có hậu trường cứng rắn Công ty bất động sản lớn trong tỉnh Không ai dám đối chọi hắn Hòa hạ đã rất nổi bật nếu bị hắn biết Hoa hạ chúng ta muốn bước chân vào ngành bất động sản Có suy nghĩ muốn phân chia mối làm ăn với hắn Hắn có thể chấp nhận chúng ta hay không Rất khó nói Hiện tại một tên vương đạo lâm Đối với chúng ta mà nói Đã muốn xem như gặp đại địch Lúc này không nên trêu chọc và tào lập nữa Trần Mãn Quán và Mã Hiển Vinh Có thể nói có cùng cách nghĩ Hai người đều có chút không quá tán thành Như phía hạ thượng Hạ thừa cũng chỉ mỉm cười Nhìn hai viên đại tướng bên người Không vội không nóng nảy nói <laughs> Tôi khi nào thì nói muốn bước chân vào ngành bất động sản chứ Hai người sừng sốt Không tiến quân vào ngành bất động sản Vậy cô hỏi chỗ công trình kia làm cái gì Tôi cũng không nói Muốn tiến quân vào ngành bất động sản Là hoa hạ chúng ta Hạ thừa cười có chút thâm sâu Tôi chỉ là vừa ý với khu công trình kia Đoạn đường kia khá tốt Sát lực của phong thủy tôi có cách hóa giải Hiện tại muốn ra một chuyện cho hai người Đó là tìm một người lạ mặt Không can cơ gì ở thành phố Thanh Thành lập công ty bất động sản Sau đó đi tìm tàu lập nói chuyện Mua lại công trình kia của hắn Mã Hiển Vinh ngẩn người Trên mãn quán đang nghĩ thông suốt dụng ý của Hạ Thược Bà đang dĩ cười Ờ ờ Hạ Tổng muốn làm giống như khi thành lập công ty bán đấu giá hoa hạ ư hạ thược nhẹ nhàng gật đầu tôi đương nhiên biết lúc này không nên gây thù hằn mặc dù tôi có suy nghĩ muốn tiến quân vào ngành bất động sản nhưng phải giải quyết xong vương đạo lâm tôi xem trọng khu công trình này đương nhiên có dụng ý của mình hoa hạ chúng ta muốn đứng vững ở thành phố thanh ổn định căn cơ trong tỉnh ngoại trừ tài sản có cần nhân mạch vị trí khu công trình kia rất tốt dùng để xây dựng một tòa hội sở tư nhân như vậy thì tính bảo mật so với việc xem phong thủy cho người ta ở trong cửa hàng cái đó tốt hơn nhiều cô sở dĩ muốn tìm người lạ mặt đăng ký công ty bất động sản đương nhiên là vì không muốn dừng danh nghĩa của tập đoàn hoa hạ tiếp xúc với tào lập người này ở thành phố thanh phải không có căn cơ như vậy tào lập mới không cảnh giác lại càng không đem công ty bất động sản mới thành lập để vào mắt toàn thành phố thanh đều biết những sự cố xảy ra ở khu công trình kia ai nhận thì người đó thua lỗ Tào lập không có lý do gì Mà không buông tay Không chỉ vớt vát lại chút tiền Có có thể xem người mới vào ngành này Đi vào đường chết Một mũi tên bắn hai con chim Là ai thì cũng sẽ không bỏ qua Đợi khi gây dựng xong Hoa hạ lại mua là được Đến lúc đó người ngoài nhìn vào Hoa hạ chẳng qua chỉ là một khách hàng Của công ty bất động sản này Sẽ không khiến người ngoài hoài nghi hạ thược tính dùng hội sở tư nhân này tiếp xúc làm quen với những nhân vật chính thương nổi tiếng trong tỉnh vì hoa hạ trải qua một lưới nhân mạch thực lớn nhìn chuyện hôm nay mà xem vài người của cục di vật văn hóa và cục cảnh sát có thể bị vương đạo lâm mời đến làm ẩm nghĩ một hồi ở ngoài cửa quán đó không phải bởi vì cô mới tới thành phố thanh bối cảnh còn thấp à hoa hạ nếu có được sự chống đỡ của mối quan hệ thâm hậu vương đạo lâm có mới sử dụng thủ đoạn sau lưng ấy ông ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ với tài sản hiện tại của hoa hạ bảo đảm cho sự lưu thông tài chính của phúc Thủy tường và công ty bán đấu giá hoa hạ là không vấn đề nhưng nếu muốn mở rộng bên ngoài hơn nữa vẫn cần tài chính cho nên trong kế hoạch của hạ thược bức tường vương đạo lâm này không chỉ phải đẩy đổ mà còn phải nghĩ cách nuốt chọn như vậy mới có thể khiến hoa hạ trở thành công ty dẫn đầu trong ngành đồ cổ và bán đấu giá trong tỉnh, để tỉnh chân chính trở thành căn cơ của Hoa Hạ. Về phần ngành bất động sản, phương diện này Hạ thường hiểu rõ. Kiếp trước, giá nhà ở tăng lên thái quá, ngành bất động sản này có bao nhiêu người trở nên giàu có. Nhưng trong ngành này, nó thực ra ngay cả nhà kinh tế học cũng không nhìn thấu. Dù cuộc cuối cùng có thể có ngày nào đó sụp đổ hay không, hơn nữa theo trong lòng hạ thược mà nói cô không muốn bị người dân chọc cột sống mắng là chùm bất động sản cho nên rốt cuộc có muốn tiến vào ngành này không vẫn là vấn đề hạ thược do dự trước mắt cô ngược lại cô không suy nghĩ gì nhiều đăng ký công ty bất động sản cũng là vì khu đất kia vì xây dựng hội sở tư nhân tích lũy nhân mạch cho hoa hạ dùng về chuyện sau này Chờ cô nuốt Vương Đào Lâm Cũng đủ tài chính nói sau không khí trong xe yên tĩnh Hạ thực giải thích Làm cho Trần Mãn Quán và Mã Hiển Vinh đều trầm tư Hai người dù sao cũng là lão tướng trên thương trường Vừa nghe cô nói vậy Cảm thấy chiêu này quả thực dùng được Trần Mãn Quán gật đầu nói Không tồi Làm như vậy quả thực có thể tránh khỏi con mắt của Tào Lập Đừng cho hắn thấy hoa hạ chúng ta Tranh lợi ích với hắn như vậy cho chúng ta thời gian đối phó vương đạo lâm vương đạo lâm vừa đổ phúc thủy tường chúng ta ngồi trên cái ghế thứ nhất của ngành đồ cổ trong tỉnh lại có nhân mạch từ việc thành lập hội sở tư nhân của hạ tổng đến lúc đó cũng không phải ngả bài với hắn chiêu lừa này thực sự là quá tinh vi mã hiển vinh cũng gật đầu giọng nói thán phục hạ tổng à tôi thực sự phục cô đấy xây dựng hội sở tư nhân như vậy cô tính toán quả là tinh vi hơn nữa khi ông đem chú ý đặt trên người vương đạo lâm cô đang suy nghĩ tới việc tích lũy nhân mạch quả thực ông đã quá để ý vương đạo lâm đặt toàn bộ sự chú ý trên người ông ta quên quan sát những điều khác mà cô gái này sự chú ý của cô đặt trên đại cục làm người đứng đầu một tập đoàn quả thực hoàn toàn xứng đáng Hạ Thược nở nụ cười. cười. Nếu không phải là khu đất này quá tốt và giá cả quá hời, tôi cần gì phải chạy lòng vòng như vậy? Không phải nó thì không được. Mã Hiển Vinh cười, tinh thần vô cùng hưng phấn. À, đúng vậy, đây chính là khu đất vàng trung tâm thành phố. Công ty bất động sản Kim Đạt giữ trong tay chỉ có lỗ. Có người có ý mua, bọn họ đương nhiên sang tay. Đến lúc đó chúng ta đúng là nhặt được món hời. Tiếp theo, Trần Mãn Quán mãi hiền vinh, hai người đồng ý giúp Hạ Thược tìm kiếm người tài cho phương diện bất động sản, có tin tức báo cho cô. Ba người cùng quay về con phố đồ cổ. Trên phố đồ cổ, Yên Vương Đạo Lâm bị người cục cảnh sát mang đi, lan truyền khắp phố. Hạ Thược vừa xuống xe, những người cùng ngành đều từ cửa hàng mình đi ra, cười tiến lên chúc mừng. Hay à, Hạ Tổng à, Màn trình diễn hôm nay thực xinh đẹp đấy Có không phải ư ừ, Vương Đạo Lâm tính kế Tính tới tính lui Ngược lại thì kéo cả bản thân mình vào Ai, Đây đúng là Không thể có lòng hại người Ông ta không gây ra chuyện này Thì cũng không tiến mất tật mang Hạ Tổng tuổi trẻ vậy Quả như là Trường Giang Sóng sau so xô so, sóng trước Về sau hành hội đồ cổ của tỉnh Có phúc thủy tương ở Không còn phải chịu sự che nét của Vương Đạo Lâm nữa Mọi người tiến lên chúc mừng, trong giọng nói không ngừng khen tặng và y tốt. Trái mãn quán của Mã Hiển Vinh cười, mời mọi người vào trong cửa hàng. Một đám người hàn huyên cho chốc lát. Mắt thấy đây giữa trưa, liền có người đưa ra ý muốn, mời hạ thược đến khách sạn ăn cơm. Hạ thược cũng không tiện từ chối, cũng có lòng muốn tạo mối quan hệ tốt với những người cùng ngành. Ở đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý từ website sorebaitay.com nhé.